ngày 9 tháng 7 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã xét xử phúc thẩm bị cáo Huỳnh Ngọc Thái, 41 tuổi, ở phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, biết bà Nguyễn Kim Huệ, 51 tuổi, ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho vay tiền bằng hình thức thế chấp chứng nhận quyền sử dụng đất, nên Thái nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để vay tiền. Thái lên mạng xã hội thuê người làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 3 triệu đồng. Từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016, Thái đã mang giấy tờ giả này đến thế chấp vay của bà Huệ 4 lần với số tiền 65 triệu đồng. Đến hạn Thái vẫn không trả tiền nên bà Huệ mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Ủy ban Nhân dân phường 8, thành phố Vĩnh Long chứng thực bản sao y để khởi kiện thì phát hiện đây là giấy tờ giả. Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thái 9 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng bị cáo đã kháng án. Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo, giữ y án 9 tháng tù giam đối với Huỳnh Ngọc Thái về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.